future. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thanh IT. Một buổi chiều chủ nhật nắng nhẹ nhàng ở chỗ khu vực của tôi. Và rất là vui khi được quay trở lại để hướng dẫn các bạn trong những cái chuyên mục thủ thuật đối với Windows 10 này. Hôm nay thì tôi sẽ đem đến cho các bạn một cái hướng dẫn khá là hay, giúp các bạn có thể là nâng cấp được cái tốc độ máy tính của các bạn lên một chút. Đó. Rồi, thì mình sẽ chỉ cho các bạn biết cách chúng ta làm sao để tắt được các ứng dụng nền và tắt được những cái ứng dụng mà nó khởi động cùng Windows như thế này. Đây, các bạn thấy là những ứng dụng nó khởi động Windows thì chúng ta có thể tắt bớt nó đi và để tăng tốc độ máy tính của chúng ta. Đấy, đây chỉ là hai cái cách trong những cái thủ thuật mà chúng ta để tăng tốc máy tính thôi. Sẽ còn những cái thủ thuật nữa mà mình sẽ giới thiệu ở những video sau. Đấy, để tránh cho việc là một video nó quá dài. Rồi, đầu tiên thì đi vào cái cách đó là tắt cái ứng dụng nền. Đây, các bạn sẽ vào cái phần setting của Windows 10 này. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần privacy. Đó, chúng ta sẽ vào tiếp cái phần background app. Đây, bạn kéo xuống đây, các bạn tìm background app. Rồi, thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một list các cái ứng dụng mà nó chạy nền, gọi là ứng dụng nền đấy. Đấy, thì các bạn hãy tắt nó đi. Cái này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Windows đâu, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, các bạn cứ mạnh dạn tắt. Rồi, thì nếu như bạn nào đang chơi game thì chúng ta sẽ chỉ để lại Xbox. Còn đâu thì các bạn sẽ tắt hết cho mình, cho phone này. Tắt hết Windows Series thì cái này nên để lại nhé. Weather, các bạn không thích xem weather các bạn để lại. Void này. Tip, stick note. Nói chung là tắt, đúng không ạ? Để lại những cái mà các bạn thấy cần thiết thôi. Còn đâu thì mình sẽ turn off nó đi hết, nó không bị chạy ngầm nhiều. Rồi, thì mình sẽ đấy, thì để lại ba cái này. Đấy, ok, chúng ta sẽ, nếu như bạn nào không chơi game chúng ta tắt luôn hai cái này đi luôn nhá. Đó. Rồi, cái này thì chúng ta sẽ xếp vào nhau đây. À, cái này hay này, cái này một phát off hết tất cả này. Đó. Còn những bạn nào mà chúng ta muốn là on những cái nào thì các bạn có thể là để những ý thôi. Rồi, đấy là cách hướng dẫn, cách làm để các bạn có thể là tắt được những cái ứng dụng chạy nền. Đấy, và nó sẽ giảm bớt cái dung lượng mà RAM của các bạn đi một chút. Đó. Và góp phần làm tăng cái tốc độ máy tính các bạn lên. Rồi, một cái thứ hai nữa đó là về các cái ứng dụng chạy khởi động cùng Windows. Đấy, như các bạn đã biết thì khi mà Windows chúng ta khởi động lên thì sẽ có những cái ứng dụng nó khởi động theo, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ vào đây để tắt này. Vẫn vào setting. Đó, chúng ta sẽ vào phần app. Đó, chúng ta sẽ default app. Không, nhầm. Không phải default app mà nó là startup. Đó. Bây giờ các bạn có thể kéo những ứng dụng mà các bạn không muốn nó khởi động cùng Windows lên. Ví dụ đây mình sẽ, cái mấy cái không cần thiết thì mình sẽ kéo hết về off nhá. Dopper, Sicilin. Cái này khi mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn hãy khởi động nó lên. Cũng không cần thiết phải cho nó khởi động cùng Windows đâu. Đấy. Thì nó sẽ đỡ tốn cái dung lượng bộ nhớ cho cái việc là khởi động cái ứng dụng này lên. Đấy. Rồi, tắt bớt đi. Printtech này nên để lại này. Đó. Shop. Mạch ứng dụng Windows Security thì chúng ta cũng nên để lại. Đó. Rồi. Thì đấy là hai cái thủ thuật mà giúp chúng ta có thể tắt được bớt những cái ứng dụng nó thừa thãi không cần thiết đi. Và hy vọng là sẽ giúp được các tốc độ máy tính các bạn sẽ được cải thiện lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là các bạn sẽ thích và tiếp tục đăng ký ủng hộ mình. See you again.